cách xử lý nứt tường bằng keo đi tám mà không phải ai cũng biết. Đây là vết nứt tường. Trước tiên cần vệ sinh sạch sẽ xung quanh vết nứt. Ta sẽ dùng cây sủi sơn để sủi sạch sơn xung quanh vết nứt. Bước 2, mở rộng vết nứt. Ta sẽ lấy một vật cứng để mở rộng bề mặt vết nứt để nhét keo. Lưu ý rằng, nhét càng sâu càng tốt. Bước 3, vệ sinh vết nứt. Ta sẽ dùng cọ hoặc chổi để quét sạch phần cát bụi trong vết nứt. Bước 4, sử dụng keo. Đây là bộ đôi keo xử lý vết nứt gồm lót và keo. Khi mở ra chúng ta cần khuấy đều keo rồi mới sử dụng. Bước 5, dùng cọ quét một lớp keo lót. Ta sẽ dùng cọ để quét một lớp keo lót lên bề mặt vết nứt. Sau đó kiểm tra keo lót đã khô chưa. Bước 6, chét keo kết nối lên bề mặt vết nứt. Sau khi chét toàn bộ keo kết nối lên vết nứt, chờ khô ta tiến hành sơn thêm một lớp keo lót lên vết nứt và chờ khô. Bước 7, đắp bột bà và sơn hoàn thiện. Sau khi keo khô tiến hành bà đắp bột bà cho bề mặt vết nứt và trà nhám rồi tô tường là hoàn thiện. Trên đây là quá trình sửa chữa vết nứt tường bằng keo đi 8. Nó là loại keo dùng chống nứt tường, chám vết nứt tường, là loại keo acrylic kết hợp PU biến tính, được sử dụng chống nứt tường các loại tấm tường bê tông lắp ghép Cembos, bê tông nhẹ MPS, bê tông nhẹ Anh NC, Anh LC, bê tông đúc sẵn v.v.